Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Thì hôm nay xin gửi đến quý cô chú anh chị em mình một cái nền có căn nhà cấp 4 trên đó luôn nha. Thì đây là thuộc của phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Thì đây là cầu Cái Sơn nè, gần sát bên chợ An Bình luôn. Thì có một cái vị trí nền có căn nhà cấp 4 cũ thô trên vị trí nhà. Thì vị trí nền, thì nền mình là thổ cư nha, diện tích bề ngang 6m3, bề dài 7m5, có thể cắt một trệt một lầu được, thổ cư. Đây là cây cầu Cái Sơn, thì cặp dưới bờ kè nè, cách chợ An Bình khoảng chừng 300m là chúng ta tới chợ An Bình rồi. Thì để từ vị trí này sẽ đi vô trong cái vị trí nhà cho quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo ha. Đây là cái con cầu Cái Sơn, cạch Cái Sơn, thì chợ nổi Cái Răng thì ở chỗ hướng này ha, thuộc phường An Bình, quận Kiều, thành phố Cần Thơ, cặp dưới bờ kè. Thì đây đi về vô hướng bệnh viện Nhi Đồng nè đó, đây nhìn thấy cái bệnh viện Nhi Đồng luôn nha, sát bên đây. Vô đó khoảng 1 km nè là chúng ta tới cái được cái bệnh viện Nhi Đồng, chỗ cái cần cẩu cao cao nè đó, là bệnh viện Nhi Đồng ha. Đi cặp bờ kè này vô là khoảng 1 km, đây cũng gần chợ, gần phường An Bình đồ luôn. Thì sẽ có một cái vị trí nền gửi đến núi của chú anh chị em mình là trong cái hẻm 2m nha. Đây, đi vô trong hẻm 2m này, vô ra trong đây thì có một cái vị trí nền diện tích bề ngang là 6m3, dài 7m5, pháp lý thổ cư, có thể cất nhà một trệt một lầu ở, rất là rộng rãi nha. Quay về hướng bắc, hướng tây bắc đây, thì từ ngoài đường chính đi vô đây cách lộ ô tô khoảng 20m, thì từ miếng nhà này, từ đây chạy vô tới trong đó là 6m3 là tới miếng nhà trong đó luôn ha. Chạy qua dài quanh đây luôn là 7m rưỡi. Nền này thì có nhà cấp 4 này thì có góc hai mặt tiền nha. Đường này đi thẳng ra chợ An Bình luôn nè. Đường này thì đường hẻm 1m rưỡi nha, chạy thẳng ra chợ An Bình. Đó, phía sau của căn nhà nè. Phía sau của căn nhà. Quay về hướng này thì quay về hướng bắc, tây bắc. Thì quý cô chú anh chị em là có nhu cầu sở hữu cái nền này thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0396400040, sẽ dẫn quý cô chú anh chị em đi coi vị trí nền có nhà thô cũ trên đất, giá bán chỉ là 1.250.000 là sẽ sở hữu 44m thổ cư, lộ trước nhà hiện thời 2m. Khu vực này dài vô trong thì còn nhà cửa rất là nhiều luôn, dài vô trong nhà nhóc chơi không, dài vô trong luôn. Đây đi chỗ ra ngoài đó là đường Hoàng Quốc Việt ngoài đó luôn, cặp dưới trường tiểu học An Bình 1. Đây trong đây người ta cắt mấy cái nhà bự nè, không nhà cao tầng một trệt hai lầu nè, về dài ở đây cắt một trệt hai lầu không nè, không đây một căn nhà gần chợ nổi Cái Răng, gần chợ An Bình, tại trung tâm quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, giá bán chỉ có 1.2 tỷ là sở hữu một căn nhà thô cũ, diện tích bề ngang 6m rưỡi, chiều dài 7m5, một căn nhà quay về hướng bắc, giá chỉ có 1.250 tỷ là sẽ sở hữu một căn nhà sát chợ An Bình luôn. Rồi quý cô chú anh chị em là có nhu cầu quan tâm, xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0396400040. Cảm ơn quý cô chú anh chị em đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại những video sau. Và rất mong quý cô chú anh chị em mình xem video thì đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo, sẽ có những vị trí nhà nền gì sẽ gửi đến quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo liền, coi có cái giá hợp lý cho quý cô chú anh chị em mình không ha. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin chào.